Xin chào tất cả các bạn, tôi mời lại Giao Lâu. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng bắt đầu một series mới là Pokemon Blaze Black 2 Semi Nuzlocke. Tại sao mình gọi nó là Semi Nuzlocke? Bởi vì cái này vẫn sẽ theo cái tiêu chuẩn là Nuzlocke, nhưng mà sẽ có một vài thay đổi để cho cái chuyến hành trình nó dễ thở hơn. Thì mình sẽ nói ngắn mà luôn là mình tạm thời bây giờ là mình sẽ định là như thế này. Tất cả những luật của Nuzlocke mà mình chơi ở hai series trước sẽ được giữ lại, nhưng mà có một điểm thay đổi nhỏ, đó là những con Pokemon đã chết thì sẽ không cần phải bỏ vô box heal, một cái box nào đó trong máy tính. Đây là box là cái box heal heal mà vẫn có thể được sử dụng cho những trận đánh sau, dù rằng nó bị bất tỉnh, nó HP nó về không. Nhưng mà về những cái thay đổi khác trong game thì có thể mình sẽ thay đổi, có thể mình sẽ nghĩ ra và áp dụng vào trong cái lần chơi này, nhưng mà đó là trong tương lai khi mà mình nghĩ ra những cái luật mới. Nhưng mà dù sao thì ở đây mình đã chọn nhân vật nữ, tại sao? Bởi vì có nhiều lý do. Thứ nhất là nếu mà hai series cùng sử dụng nhân vật nam sẽ nói chung là hơi kỳ một tí, và với lại như mình đã nói ở series trước là mình không có thích cái thiết kế của nhân vật nam, cho nên thử cái nhân vật nữ như thế nào. Thứ hai là bởi vì cái này semi Nuzlocke thì giống như là bản dành cho con gái, cho nên mình sẽ chơi thử cái bản dễ thở hơn này. Nhưng mà dù sao thì như các bạn đã thấy hồi nãy, mình đặt tên cho nhân vật nữ của mình là Vi và thằng hàng xóm là En. Nếu bạn nào biết tới mình trước khi mình làm YouTube thì sẽ biết mình chọn cái tên là En, vì giống như là đó chỉ là cái tên mình thích chọn thôi. Thì mình nghĩ là đặt tên hai đứa này bằng cái tên này thì sẽ khá thú vị. Nhưng mà dù sao thì vì mình đã làm những cái mình đã trải qua những cái phần này ở series trước, cho nên mình sẽ cố gắng tua qua những cái phần râu ria và sẽ giữ lại những cái trận chính, những cái chi tiết chính như là trận đánh với thằng hàng xóm, hoặc là những trận đánh Pokemon, những trận đánh của huấn luyện viên trưởng Hoàng Chim, hoặc là những nhân vật đáng chú ý khác. Ngoài ra thì những hoạt động như là bắt được Pokemon mới, hoặc là có đồ gì đặc biệt thì mình sẽ giữ lại. Nhưng mà còn lại thì cho tới khi mà mình tới được chỗ mình đã tới được trong series trước là thành phố Castellia hay là gì đó, không có biết Castellia, thì cho tới lúc đó mình sẽ tua phần lớn tất cả các hoạt động ở đây, mong các bạn thông cảm. Nhưng mà dù sao thì ở đây mình đã chọn một Pokemon cơ bản của mình là Tepig. Tại sao mình chọn con này? Thứ nhất là mình không chọn Snivy, bởi vì Snivy mình đã chọn ở series trước. Thứ hai là thật ra Tepig mình cũng chưa sử dụng lần nào, mình chỉ có sử dụng Snivy và Oshawott trước đó trong cái lần đầu tiên mình chơi. Nhưng mà dù sao thì đây mình đặt tên cho Tepig ở đây là Xúc Xích. Tại sao mình đặt tên là Xúc Xích? Bởi vì nó là heo, Xúc Xích là thịt. Liên quan không? Khá liên quan không? Nhưng mà dù sao thì đây sẽ là Pokemon đầu tiên của mình, và theo đúng như cái luật mà mình vẫn làm trong những cái series Nuzlocke khác, là mình sẽ bắt một con trong mỗi vùng và tiếp tục như vậy cho đến đến cuối game. Nhưng mà chưa nghĩ đến cái việc này. Nếu mà thật ra mình đang nghĩ tới một cái giống như là cái gọi là sao ta, sự trừng phạt khi mà một cái phạt khi mà một con Pokemon bị để cho HP của nó xuống không, bởi vì nếu không thì sẽ trở nên rất là dễ. Ô, cái thiết kế nhân vật của mình đẹp cute quá trời đất ơi, không thật ra không phải cute đâu nhưng mà đẹp. Ok, từ từ để nhìn cái lưng ấy, nhìn Oshawott nó sao cũng được. Ok, ô thiết kế nhân vật này thật ra là nhìn khá là xịn, đỡ hơn nhiều so với cái thằng nhân vật nam trong cái game này. Ok. Nhưng mà đã nói hồi nãy là mình sẽ cố gắng nghĩ ra những cái luật để trừ vô con Pokemon để HP của nó về không, chứ nếu không thì gọi là cái game sẽ rất là dễ và mình sẽ không có gì phải lo. Dạng như là khi tới cái chỗ này sẽ không có gì gọi là phải đề phòng, hay là nói chung mọi thứ sẽ trở nên rất là
rất là dễ dàng và rất là không có thuốc, rất là vô vị. Thường thì điều này cũng xảy ra ở nhiều game khác, nhưng mà giống như là những cái game mà mình không thể thua như là cái này, hay là những game như là ồ, có game nào không thể thua được không ta, hay là ok, thì bây giờ mình không có nghĩ ra được cái game nào không thể thua được hết, ngoại trừ game này. Game này thì gần như là không thể thua. Nhưng mà dù sao thì khi mà một bạn một chơi bạn bạn mà chơi một cái game mà không thể thua thì giống như là sẽ không có cái gì gọi là phía trước mà bạn có phải đề, bạn phải đề phòng, và từ đó thì mọi thứ sẽ đều giống như là cứ ngang phè vậy đó. Cho nên là mình sẽ cố nghĩ ra cái luật nào đó cho mấy con Pokemon HPV không. Có thể mình vừa nghĩ ra thôi, là có thể là mình sẽ, bởi vì cái TM trong cái game này là được dùng mãi mãi, được dùng vô hạn, muốn dùng nhiều dùng, thì có thể là mình sẽ, khi mà một con Pokemon HP về không thì có thể mình sẽ sử dụng một TM đòn xàm xí nào đó để xóa một đòn mạnh của con Pokemon đó. Giờ như lấy ví dụ là xúc xích đi, sau này nó khi mà tiến hóa lên được thành con thứ ba tên gì, mình biết con này tên là Tepig, con thứ hai tên là Pignite. Chứ thật ra mình quên cái tên của con thứ ba rồi. Được rồi, cứ chọn là pick này đi. Sau này chắc nó cũng sẽ học được đòn Fire Punch. Và mình nghĩ là đến khi mà nó học được cái đòn Fire Punch thì đòn Fire Punch nghiễm nhiên sẽ trở thành đòn mạnh nhất của nó trong thời điểm đó. Và ví dụ là như thế này, dạng như pick này là xúc xích lúc đó, vì một lý do nào đó để HP của nó về không, thì mình sẽ xem xét và dùng một TM khác giống như là Flash, Headbutt hoặc là Strength hay gì đó, xóa cái đòn Fire Punch của nó và thay vào cái đòn đó. Như vậy đồng nghĩa với việc là mình sẽ mất cái đòn này đòn mạnh nhất của mình, và mỗi lần mà Pokemon mình chết thì nó sẽ trở nên yếu hơn chút xíu chứ không phải là hoàn toàn là mất luôn. Có thể là mình sẽ áp dụng cái luật đó, nhưng mà sẽ có nhiều trường hợp mà mình mới nghĩ ra là nó hơi phiền, bởi vì dạng như nó chết 4 lần thì mình sẽ có được 4 đòn vô dụng, và điều đó đồng nghĩa với con đó là gần như là vô dụng luôn. Nhưng mà mình nghĩ cái lực đó cũng được, bởi vì có tới 4 lần, nói chung một con Pokemon là có tới 4 mạng thay vì một mạng ở trong mấy cái bản kia, vì thật ra nó vô dụng thì cũng giống như là nó chết rồi. Nhưng mà lần này thì chúng ta có thể đợi tới 4 lần trước khi bỏ nó vô cái box, thay vì một lần như mấy cái bản Nuzlocke khác. Có thể. Và biết đâu là một khi mà cái đòn vô dụng mà mình đã dạy, giống như là mình thay đòn Fire Punch của Pignite bằng Headbutt chẳng hạn, thì có khi là cái đòn đó lại mạnh hơn, và mấy cái đòn sau thì sẽ trở nên vô dụng hơn, và khi mà mình thay bằng cái đòn đó nữa, bằng một đòn vô dụng khác, thì nó sẽ càng vô dụng hơn nữa. Nghĩa là theo lý thuyết mình có thể sử dụng Pignite là xúc xích, mình có thể sử dụng xúc xích đến đến khi nào mình muốn bỏ thì thôi, nhưng mà theo thời gian nếu mà mình để nó chết nhiều quá thì nó sẽ trở nên vô dụng. Cái luật này thì tạm thời là mình chỉ nghĩ ra vậy thôi, nhưng mà mình không biết áp dụng hay không, mình không biết có áp dụng hay không, và để xem xét. Nhưng mà dù sao thì như các bạn đã thấy đây, lúc nãy khi mà mình đang lảm nhảm thì mình cũng đã bắt được con Pokemon thứ hai của mình là Pidgey, và mình đặt tên nó là chim to. Tại sao? Thứ nhất là tên này hài. Thứ hai là khi mà bắt được con Pidgey này thì trong Pokédex nó hiện ra là Tiny Bird, nghĩa là con Pokemon chim nhỏ. Hệ chim nhỏ. Và mình nghĩ là bây giờ nó nhỏ, nhưng mà sau khi nó tiến hóa sẽ thành Pidgeot thì nó sẽ trở nên to, cho nên mình đặt tên là chim to. Và còn một lý do nữa, cái này đã hơi đặc biệt tí xíu, là sau này khi mà khi mà con chim to nó bị nhiễm và cái trạng dị trạng này nọ, thì mình có thể nói những câu như là ôi con chim to của mình nó bị tê liệt, hay là ôi con chim to của mình nó bị phỏng, hoặc là ôi con chim của mình nó bị rối trí rồi, đại loại như vậy. Nói chung là vui mà, đúng không? Ok, thì nói chung là
Chim to là rất là ăn, con Pokemon chim to sẽ là một con Pokemon khá là đặc biệt trong series này. Nhưng mà dù sao thì cũng như series trước, mình cũng như cốt truyện ở series trước thì mình sẽ phải đi giao cái bản đồ cho cái thằng hàng xóm của mình, và sau đó là tới cái trang trại kia giải cứu con Herdia và tiếp tục cuộc hành trình cho đến gym đầu tiên. Đại loại là như vậy. Nhưng mà dù sao thì như các bạn cũng thấy đây, mình có sự thay đổi nhỏ nhỏ so với cái series Blaze Black 2 Nuzlocke, là mình đã sử dụng cái xe đạp thay vì cái nút chạy. Có nhiều lý do cho cái việc này. Thứ nhất á, là bởi vì cái tốc độ chạy của cái xe đạp thì nhanh hơn rất là nhiều so với cái chạy bình thường. Thứ hai là khi mà mình sử dụng xe đạp thì mình sẽ không có phải đè nút X hoặc là nút B như là lúc mà mình phải chạy, bởi vì cái trò này nó bỏ đi cái gọi là cái chế độ tự kích hoạt giày chạy tự động luôn. Nên dùng nói hơi nhiều nhưng mà đại loại các bạn biết đó là gì. Nhưng mà dù sao thì ở đây mình đã quay về trung tâm Pokemon, hồi sức cho hai con Pokemon của mình và tiếp tục cuộc hành trình. Lên đây sẽ phải đánh thằng này, sau đó đi lên nữa cái thằng kia. Ok. Và có thể là mình thêm dương cái lực nhảy nhỏ nhỏ thôi. Là nếu mà mình bật từ từ. Nếu mà mình gặp những con Pokemon mình đã gặp ở trong cái series trước giờ mình chưa bắt được, giống như là Purloin hoặc là Puchaina hoặc là con nào nữa ta, hoặc là Hoxie, ba con đó, thì mình nghĩ là khi mà mình gặp ba con đó thì mình sẽ không bắt, chỉ đơn giản như vậy thôi. Mình không có muốn gặp lại những con Pokemon mình đã làm trong những series trước. Lúc mà mình làm cái series Blaze Black 2 Nuzlocke thì mình cũng đã bỏ Puchaina vô, nhưng mà lúc đó mình chưa nghĩ đến cái việc này, cho nên bây giờ mình sẽ giao luôn. Là trong trường hợp bình thường thì mình sẽ không sử dụng những con đó, nhưng mà trong trường hợp nào cấp kỳ lắm, giống như là dạng như là khi mà mình chơi được cái tới cái series thứ thứ bảy hay thứ tám gì đó, nếu mà mình đủ sức chơi tới series thứ bảy hay thứ tám thì những con Pokemon mình gặp sẽ khá là nhiều, và nếu mà không bắt tụi nó hết thì sẽ rất là phí phạm. Cho nên mình nghĩ là mình sẽ để một khoảng cách khoảng như là series, dạng như mình có 3 series rồi thì là ABC đi, thì nếu mà series A đã sử dụng những con Pokemon này thì series B sẽ không được quyền bắt hoặc sử dụng những con Pokemon đó. Và tương tự với series C, nghĩa là lấy ví dụ là bản Blaze Black 2 Semi-Nuzlocke này thì mình sẽ không được quyền sử dụng 6 con Pokemon sau, Snivy và những cấp tiến hóa của nó, Purloin, Puchaina, Hoxie, Cyndaquil, Bulbasaur cùng với những cấp tiến hóa của những con Pokemon nữa kể. Cho nên nếu mà mình vô trang trại và mình gặp con Pokemon cũ là Puchaina thì mình nghĩ mình cũng sẽ cho phép mình chọn chọn lựa chọn là chọn lựa chọn có lựa chọn là chạy thay vì cố bắt con đó, và mình sẽ cố gắng bắt con Pokemon khác mà mình chưa gặp, có thể là Ezreal hoặc là nếu may mắn hơn và cực kỳ may mắn là Lucario, đại loại như vậy. Nhưng mà dù sao thì xin lỗi. Ở đây mình đã có trận đánh thứ hai với thằng hàng xóm là En. đáng lẽ phải đặt cái tên con nhỏ của mình là En, sau đó đặt tên thằng hàng xóm là Vi, để sau này khi mà nó hiện ra thì sẽ En versus Vi, hoặc là có thể đọc ngắn là En Vi. Như vậy sẽ rất là hay, thật ra không hay lắm đâu. Nhưng mà dù sao thì như các bạn thấy đây sắp xếp đã có gọi là cái chết đầu tiên, thật ra không phải cái chết đầu tiên nhưng mà gọi là lần bị hạ gục đầu tiên. Nhưng mà bởi vì khi mà mình chơi cái này mình không có nghĩ đến cái luật kia, và đến khi mà mình bắt đầu làm cái bình luận như vậy mình mới nghĩ đến cái luật đó, cho nên chúng ta sẽ có một cái ngoại lệ là trong cái lần đầu tiên này sẽ không áp dụng cái luật đó, và mình cũng không nghĩ và mình cũng không chắc là mình sẽ áp dụng cái luật đó cho sau này, vì nghĩ lại thì cái lượng đó cũng hơi khó. Nhưng mà
để tới cái video tiếp theo mình sẽ cân nhắc sử dụng cái luật đó. Nhưng mà dù sao thì ở đây chúng ta đã đánh bại được thằng hàng xóm Ain và có được 100 yên, 100 đơn vị của Pokemon gọi là gì ta? 100 po, rồi mình sẽ gọi nó là 100 po. Nhưng mà dù sao thì ở đây hai vợ chồng của cái trang trại này đã trở về và sau đó là họ sẽ nhờ mình kiếm con Hoodio của bà vợ đã bị mất hay là của ông chồng nào cũng được. Nhưng mà dù sao thì ở đây chúng ta sẽ có thêm một cái item và đó là Soul Bail. Mấy cái này thì nếu các bạn đã xem video series 1 thì các bạn cũng đã biết mấy thứ đó là gì. Nhưng mà dù sao thì mình sẽ hồi máu cho hai con Pokemon của mình với sự giúp sức của bà già nãy đây. Và mình sẽ quay xuống đây về để bắt một con Pokemon. Và con Pokemon đó là Lucario. Ô mình nhầm, con Pokemon đó là Riolu. Tại sao hồi nãy mình đọc là Lucario? Nhưng mà dù sao thì đây là con Pokemon rất là hiếm ở khu vực này và mình rất rất may mắn có cơ hội gặp được con này sau khi ăn hạnh một vài trận khi đánh Dota. Nhưng mà dù sao thì ở đây mình sẽ cố gắng bắt con Riolu này và luyện nó lên thành một con Pokemon. Mình nghĩ nó cũng sẽ là trụ cột u đủ mẹ. Không có bắt được. Từ từ. Thử lại. Pokeball. Một, hai, ba. Nhưng mà như nãy mình đã nói thì mình nghĩ là Riolu hoặc sau này là Lucario thì sẽ trở thành con Pokemon trụ cột trong đội hình. Và sau khi mình Google một vài phút và lâm lên này nọ thì mình cũng đã nghĩ ra được một cái tên khá là hay cho Riolu và cái tên đó là Law. Nếu các bạn nào chơi Tekken thì sẽ biết nhân vật Martial Law trong series đó là gọi là sao ta? Nhân vật đó được phỏng theo Lý Tiểu Long ở ngoài đời và nói chung là khi mà mình chơi nhân vật đó thì mình thấy rất là ấn tượng và mình rất thích nhân vật đó cho nên mình nghĩ là mình sẽ sử dụng cái tên này cho Riolu và sau này là Lucario. Nhưng mà dù sao thì với sự xuất hiện của Law trong đội hình chúng ta sẽ có hai con Pokemon hệ võ sĩ sau này là xúc xích với hệ võ sĩ và hệ lửa cùng với Law là hệ thép và hệ lửa. Nhưng mà không sao bởi vì mình luôn luôn có thể lựa chọn vì cái series này sẽ không có cái chết nào xảy ra. Nhưng mà dù sao thì trở lại chuyến hành trình chúng ta sẽ cố gắng mình chúng ta sẽ đi lên đó chứ không cần phải cố gắng nữa. Chúng ta sẽ đi lên cái khu vực phía trên và tìm thấy con Hoodoo và tiếp theo đó là sẽ có được cái TM 21 là Frustration và đúng rồi, trên đường này mình sẽ có được cái EXP share. Ok. Và mình không có nhớ là lo level mấy tiến hóa 20 hay 20. Đúng rồi. Con lo là Riolu là phải tiến hóa theo kiểu vậy, phải làm cho nó cảm thấy vui khi ở bên cạnh mình và sau đó lên level nó mới tiến hóa chứ không phải là đến một mức nào đó nó sẽ tiến hóa cho nên ai cái này hơi bị phiền. Ok, mình tính là như thế này. Mình sẽ cố gắng luyện lo lên một level để nó có thể tự lo cho bản thân giống như phòng tiếp theo là hệ thường cho nên khi mà mình có được một con win một đòn hệ võ sĩ từ xúc xích hoặc là lo thì mình sẽ có thể có một khoảng thời gian dễ thở hơn trong phòng thể thao đó và mình nghĩ là mình sẽ luyện level cho ba đứa này tới khoảng level 15 hoặc 16 và khi mà lo tới được một khoảng level có thể tự lo cho bản thân thì cái này phải lặp lại thứ hai lần là tầm nói chung là khi mà ba con này có được level gần nhau khoảng như 15, 16, 15 gì đó thì mình sẽ lấy cái EXP share ra khỏi lo mặc dù trước đó mình sẽ sử dụng khá là nhiều và sau đó là bỏ Surf Bio vô cho lo cầm và mình sẽ cố gắng sử dụng lo là Pokemon đầu tiên trong đội hình cho đến khi mà mức vui vẻ của nó lên đủ cao để nó có thể tiến hóa thành Lucario.
Và nhưng mà dù sao thì ở đây cái thằng hàng xóm của mình đã đưa cho mình cái EXP share là cái item mình cần trong cái lúc này, và mình trong thời gian này thì mình sẽ cho lo cầm EXP share và xúc xích, bởi vì nó khá là chậm cho nên mình sẽ cho nó cầm quick claw, và điều đó đồng nghĩa với việc chim to sẽ sử dụng cái item còn lại trong túi là Soul Bale. Nhưng mà đây cũng sẽ chỉ là đây sẽ là cái sự sắp xếp tạm thời như thế này thôi, và mình mong là ở video tiếp theo khi mà mình luyện lên tới level 15 hay 16 gì đó thì mình sẽ có thể gỡ cái EXP share ra khỏi lore. Không, thật ra nếu mà lên level đó thì mình cũng đã có thể gỡ ra rồi chứ, tại sao phải có thể. Ôi nói năng chả hiểu. Nhưng mà ok, bỏ bỏ qua mấy cái giây trước mình nói, bỏ qua nguyên cái đoạn trước mình nói, nói chung là xem như là trong khoảng 1 phút từ chỗ này, trong khoảng 1 phút trước là mình không có nói gì hết đi. Ok, nhưng mà dù sao thì đây chúng ta sẽ đánh bại ông Lao Công, là đối thủ, không phải, có đối thủ cuối cùng, thằng này mới là đối thủ cuối cùng trong cái khu vực này. Ok, thì sau khi mà chúng ta đánh bại xong thằng nhóc này và lấy được cái item ở dưới, mình chả nhớ nó là cái item gì nữa, thì chúng ta sẽ giải cứu được Herdia, và mình nghĩ đó cũng sẽ kết thúc cho video đầu tiên của mình. Gọi là sao ta, vì video thứ nhất của trong series Blaze Blank 2 Nuzlocke thì cũng kết thúc ở chỗ đó, và mình rất là lười chơi thêm tí xíu nữa, cho nên mình nghĩ là mình sẽ dừng video ở lúc đó. Rất mong các bạn thông cảm. Nhưng mà dù sao thì ở đây chúng ta đã có win, chúng ta đã hạ gục được con Pokemon đầu tiên của thằng huấn luyện viên ở đây, và không may là lo cũng đã tử trận tạm thời, và xúc xích thì từ từ. Thật ra hồi nãy có tới hàng Pokemon bị hạ gục là chim to và lo, nhưng mà sau đó thì xúc xích cũng đã dọn dẹp xong. Và như mình đã nói, đây là video đầu tiên cho nên không có gì, không có cái luật nào được gọi là chính thức và sẽ không được áp dụng. Và bắt đầu từ video tiếp theo mình sẽ cân nhắc thôi, chứ không phải không hẳn là sẽ sử dụng cái luật đó luôn. Ôi. Nhưng mà dù sao thì ở đây sau khi mà đánh bại xong thằng nhóm đó, chúng ta sẽ đi qua khu vực bên đây lấy được cái đó là potion chứ không phải là cái TM hay cái gì hết. Ok, không sao. Nhưng mà dù sao thì chúng ta đã gặp được cái thằng team Plasma ở đây, có được TM 21 là Frustration, và giải cứu được Herdier. Sau đó là giao lại cho ông chủ trang trại đây, và thằng sắp chạy đi mà mình không biết nó đang nói gì. Nhưng mà dù sao thì như mình đã nói, đây sẽ là kết thúc cho video đầu tiên trong series Pokemon Secret Go Pokemon Blaze Blank 2 Semi Nuzlocke. Rất cảm ơn các bạn đã xem video này, like, subscribe nếu các bạn thấy video này thú vị. Nếu các bạn có ý kiến gì thì cứ để phần comment dưới mình sẽ đọc hết. Ngoài ra thì mình sẽ gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Mình là Đạt, YOLO. Xin chào.